Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường triết lý mùa 7.5 nhé anh em. Rồi, nghe bảo sắp có cái phiên bản mới, cũng như là có một vài những thông tin là sẽ có mùa 8 xuất hiện ở trên CBBE. Nếu như mà có những thông tin gì mới nhất thì mình sẽ cập nhật và update đều cho anh em. Cho nên là đừng bỏ lỡ video nào và nhớ ấn thêm quả chuông để mỗi khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo nha. Thank you. Rồi, quay trở lại cái video ngày hôm nay, mình sẽ thực hiện cái ý tưởng đó chính là làm về Manfi của một bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình là Manfi ba quyền năng khổng lồ. Ồ, chứ đó ơi, không có những cái loại công nghệ có trang bị. Chắc là mình sẽ cần phải lấy một cái phòng thủ đi. Đây, phóng hỏa. Về Manfi 3 sao và ba cái quyền năng khổng lồ thì tôi thấy là biến con cục đất Manfi này thành cục đất khổng lồ ấy, cục đá kiểu siêu trâu mà nó lại còn to cha bá. Được luôn, ý tưởng này khá thú vị đây. Nhưng mà trận này thì nó lại đồ đạc chán quá mọi người ạ. À, mà ra cái giáp máu với cả chỉ có duy nhất một cái cung như thế này, tôi cũng khá là băn khoăn. Khá là băn khoăn đấy, không biết là có lên được ba cái quyền năng khổng lồ hay không. Ui giời ơi, đối đầu với chúng ta một người chơi khá mạnh, cũng có Manfi 2, đội hình Thủy Long và Pháp Sư, rất khỏe nha. Người bạn này thì chắc là đang hướng đến là mã vàng cái bộ tộc Thượng Long luôn thì phải. Nhưng mà đồ của Scanner tôi thấy là chưa thực sự là phù hợp lắm. Chắc là anh ta cũng chỉ lắp tạm thời và chút nữa chuyển sang cho lắc thôi. Trái tinh à? Cái da. Cấp đôi cái da để làm gì đây? Chiến lợi phẩm kích hoạt đi nào. Chỉ có một stack kích hoạt được chiến lợi phẩm thôi anh em, vì không thể đủ đam. Giác hai da. Xét đại ca. Ok, 6 Manfi. Mình sẽ bán đi Wukong. Mình sẽ thử rèn lắp một cái màu thạch đi cho cái xa nó gánh. Chứ bây giờ mà rèn đồ coi như là cút luôn ấy. Tính rèn mình tự dưng có hai bố rèn mà tồn ở đây. Ám ảnh cái bố rèn này thật. Nhiều khi là đồ xấu quá thì chúng ta rèn, chứ bây giờ là đồ nó cũng tạm được. Không có cái giáp nào thôi. Best Raven. Bạn này khả năng cao là sẽ chơi một cái đội hình là hộ pháp và Senna rồi. Ô, cái giao điện cho chưa lắp luôn cho Senna thì ngại cái gì? Nhường à? Ôi dồi ôi, không có nhường như nào đâu, cũng thua rồi. Senna mà nó tỉa cho thịt nhức nách. Chúng ta tích gần được 100 stack của Tử Long rồi này. Ô, không kéo mình thắng đấy mà, không, mà bạn này kiểu kiểu như có ít đồ gì đây. Đang fit lấy đồ thì phải. Nghi lắm, chỉ có đồ cái giao điện là một trong những cái nhân vật chính cho bộ tộc cái lõi thứ hai của bạn này mà chưa lấy chữ lắp, nó cũng hơi là lạ. Ai cả cứt, tại vì sao? Nói cho mình biết người chơi vị trí top 2 lấy cái giáp để làm gì? Why? Cả thế giới đang chống lại mình sao? Không biết có ai đứng ra và bảo vệ mình và chống lại cả thế giới hay không đây. Nhưng mình nghĩ là điều đấy là điều không thể. Thôi đùa thôi anh em. À, cần đúng cái giáp mà ông ấy lại kiểu trùng hợp kinh khủng. Lấy luôn cái giáp vừa rồi luôn ạ. Oh shit. Thôi, chỉ chắc là mình nhỏ quá thôi. Set 2 này. Nhỏ quá thì bây giờ biết phải làm sao đây, đúng không? Chịu thôi, biết sao giờ đây. Olaf và Dundu cày thế nhờ, cần đúng cái quyền năng rồi mà bực thật. Cảm bảo thạch kết hợp với nguyên tố luân, bạn này cho là chơi pháp sư rồi, hai cái lõi đúng xịn luôn. Mà con Nila có cái vô cực kết hợp với cảm bảo thạch này thì mình có cứ bon 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 ấy. Bong cái đầu hết anh em ơi. Sợ đấy.
Ok, thử là đúng rồi. Nhưng mà anh em cứ từ thôi, trận này bây giờ mới chỉ là khởi đầu thôi ạ. Cuộc chơi vẫn còn rất là dài, mình không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Cứ chờ xem. Bùm, không có được man phai nào cả. Đây chỉ có một con rác. Trời ơi, rác cũng chỉ còn một con nữa thôi là sẽ lên 3 sao. Đây rồi, rác 2 tiền nó lại còn lên trước cả thằng em man phai. Thế là thật quái nào, 2 tiền 3 sao còn dễ hơn cả 1 tiền 3 sao chăng? Khả năng là sẽ do cái tỷ lệ mà nhiều anh em chơi man phai quá thôi. Rengar Pháp Sư. Oh my god. Để coi nào. Sẽ có những cú vồ 2 lần. Khá mạnh nha. Không đùa được đâu đấy. Rengar Pháp Sư này thực sự vẫn chưa thực là ổn lắm. Ok, tính tiền cho bọn Rengar Pháp Sư này. Có ý tưởng hay. Nhưng mà chưa chắc đã khỏe nha. Cho nên là anh em nào mà có ý tưởng gì vừa mạnh, vừa khỏe, vừa bá đạo, thế mạnh dạn comment thì mình có thể chơi nha. Thank you. Rồi, kết thúc vòng 3. Một pha gọi là cờ caro nhẹ. Thắng thua, thắng thua, thắng thua. Như này thì chúng ta sẽ rất khó để có thể tích tiền nhờ cái việc chuỗi thắng hoặc là chuỗi thua. Không biết mình bỏ qua cái gì không mà vừa không nào nhắc hắt xì vắt này. Bỏ qua cái sai là ăn phai không nhỉ, chắc là không bỏ đâu. Ôi, tinh lắm rồi. Gì đây? Một cái giáp, 2 giáp. Ôi trời ơi, cháu xin đâu rồi, thế con ra ăn phai không thì bảo tay lê à. Ok, bìm bịp quá nhở, Kai'Sa 3 trước luôn này. Bịp vừa thôi chứ. Chứ 2 con gọi là trong bộ tộc Thủy Long cùng kiểu đồng 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 ấy luôn, đồng minh luôn, mà 2 tiền nó còn dễ hơn cả 1 tiền. Ảo ma thật đấy. Mà trong cái quá trình mà mình úp cấp ấy thì cái tỷ lệ tướng của Manfi nó ra cao hơn rất là nhiều ở những cái vòng đầu ấy, mà ảo thật đấy. Thôi chịu, thằng em Manfi này nó dỗi rồi. Dỗi. Úi giời ơi, có phải chăng đây là một cái sự sắp đặt trước không nhỉ? Nghi lắm, nghi là có sắp đặt trước lắm anh em ạ. À, không thể nào mà nó như thế này được. Huy hiệu Thủy Long Thăng Hoa và Lò Rèn Thần Thoại. Mình sẽ lấy một cái huy hiệu đi anh em ơi. Huy hiệu thì sẽ có được 9 thủy với cả một pháp sư hợp lý. Có Nila này. Ôi giác, à, giá giác của nãy sớm ngon. Với cái huy hiệu này thì mình sẽ lắp cho Narset tạm nha anh em nhé. Narset hay là Sếp, mình nghĩ là Narset nó sẽ ngon hơn đấy, bởi vì Sếp nó đâu có sử dụng mana đâu, đúng không? Thế nhưng mà muốn lắp 2 cái quyền năng cho con Manfi luôn ấy, nhưng mà nó đang dính một cái giáp máu ở trên người, mình cần một cái hút đồ ra cơ. Lời nó cũng quay phết đây này, mà nhiều khi anh em mình kiểu cần hút đồ thì không có đâu. Cái lúc mà không chơi không cần á, nên nó ra rất là nhiều. Ví dụ như mình có 2 cái búa rèn đây này, thực sự đồ quá đẹp rồi, mình không phải rèn cái gì hết cả, tôi chỉ cần 500 ma thuật thôi. Nói dài. Ui giời, cái xa 3 sao gánh ti mát đáng để đầu tư. Mà Manfi ở level 6 này thì có 25% tỷ lệ xuất hiện. Ra mau đi, đừng để anh phải sử dụng nhiều tiền vào chú.
còn ghét là anh sẽ bán luôn. Pháp sư thằng đấy, dạo này là anh em đánh rất là khét nhé, cuối mùa anh em tập trung kinh lắm, cần hất tung hay là mấy chiếu gì là anh em đảo bốn lột rùa lên hết, đảo răng như răng lạc luôn. Máu này tôi lạ thật đấy, không lắp cái dao điện là không lắp, tính để dành cho con nào đây, đã có như thêm những trang bị như là cùng cung dành cho Senna rồi, tính lắp cái gì đây, dao điện để dành cho ai. Lạ nhở, mình là mình phải lậm luôn rồi đấy, mình giữ máu luôn này. Chẳng qua tôi đang chờ một cái 500 ma thuật xem là có không. Lại là xương cá, quá chịu thế nhỉ. Công việc còn lại của mình sẽ là Ron tìm được con Manfire 3 sao trước cái đấy nhá. Giờ quan trọng là có Manfire 3 đã nào. Cung nè, thìa vàng, giữa cung và thìa vàng thì anh em nên chọn cái gì? Đau lòng thế. Chắc là mình sẽ chọn cung đi. Không thể nào mà bị cái thìa này nó lừa được, đúng chưa? Cứ làm phải đồ chuẩn cái đã nhá. Chứ nhiều khi là lấy cái thìa này nó bịp đấy. Bịp. Ở khu đồng thiên là chắc chắn là mình sẽ có được thêm một cái găng hay là một cái nước mắt rồi. Điều đấy là điều chắc chắn. Nhưng mà mình phải thực hiện cái ý tưởng của anh em vậy đã. Ba quyền năng khổng lồ dành cho Manfire, để biến Manfire thành một trong những cục đất to nhất, cục đá khủng nhất. Đấy. Cái này thì mình có thể cho 6 thủy vào cũng được, nhưng mà bỏ đi chiến binh rồng. Ren luôn đi. Uầy, áo tròn gai này. Đây, lắp luôn thêm một cái quyền. Rồi, cũng là pháp sư. Lõi quá đẹp. Mình nghĩ là bà này sẽ xoay sang som sớm thôi. Ra xua lũ bờ. Khá mạnh đấy. Đây rồi, 500 man thuật đây rồi. Mà đã quá muộn. Tôi đã sử dụng cái bố rèn rồi. Thực chất thì cái áo chuẩn gai kia thì cũng khá ổn áp, đúng chưa? Giờ cần tìm thêm một cái giáp nữa này. Giáp nữa thì vừa khít cho thằng em Manfire luôn. Sau này không hiểu sao mình lại muốn thích chơi Manfire thế. Manfire nó đần mà nó lại cute ấy anh em ơi. Đây, úi xoài, đồ full combo. Vừa đẹp. Đấy, lắp thêm một cái quyền năng này. Lắp thêm một cái vô cực, ui xoài ơi, lại còn cốc sức mạnh nữa. Ui, con này được sức mạnh đăng tiền thêm một cái tầng cao mới rồi. Nào, Manfire đâu? Ra chụp kẹo nào. Ở đâu rồi? Không ra. Chỉ còn một con Talia. Đây, một con Manfire nữa này. Một con Talia. Đây rồi. Ui, đang cho thằng em Talia quảng cáo tí mà. Thằng Manfire chiếm spotlight quá nhở. Rồi thì anh em sẽ được chiêm ngưỡng là Manfire 3 quyền năng khổng lồ. Thấy chưa? Nhìn trên người rất là gai góc nhá. Hình như này khả năng đã bị những cái con hà ấy, nó bám rất là lâu rồi. Bám kiểu tỷ năm rồi sao ấy. 7 kim long rồi. All set. Dồn trang bị cho Jack. Một trong những cái chơi ơi đã có những chuyến biển. Chuyển biến. Chuyến biển ở đâu ra đây? Chuyển biến đến từ vị trí của người chơi thượng lòng. Đổi khá nhiều trang bị dành cho Lắc rồi. Cái gì đây? Cùng mốc 300 thì chúng ta sẽ có một trang bị lớn. À đâu, 250, sorry anh em. 300 thì tôi chưa biết, không nhớ là cái gì. Khả năng là sẽ thành nhân bản tướng. Nhân bản tướng thì thơm nhờ. Som này bà con ơi. Holy shit. Thì chắc là mình có thể bỏ đi set. Nhưng mà với cả Nila. Như vậy thì chúng ta sẽ cũng chỉ kích hoạt được 8 thôi. Lên cấp 8 thì anh em mình sẽ đường đường chính chính. Cho 9 thủy lao vào nhá. Đây này, mày hơi mệt đây này. Pháp sư này.
Ai đây? Đó chính là Bad Raven. Để con Senna cùng cung. Oh, đã lắp diệt thêm rồi. Còn giao điện thì anh ta đã quyết định là để dành cho chuột chít. To chưa em ơi, to nhất bản đồ là đây chứ đâu. To nhờ. Thế theo anh em là cái con Manfai chiến bình rồng thì nó không có to hơn hay không? Comment ngay cho mình biết nha. Nếu mà nhiều anh em thích mình làm về Manfai chiến binh rồng, comment ngay luôn, ngay và luôn. Trong video này được nhiều like một chút, tầm khoảng 500 like, thì mình sẽ cố gắng thực hiện ngay như trong video lần sau luôn. Bạn nào mà đang xem thì nhớ ấn like ủng hộ mình với nhá. Đấy chính là những nguồn động lực để mình có thể ra nhiều những video chất lượng hơn, bá đạo hơn, thực hiện nhiều ý tưởng của anh em hơn. Thank you. Hay à, lấy một cái này đi. Chứ quỷ thư nhìn phèn quá anh em. Thư nhìn phèn ỉa luôn. Tuy là quỷ thư ngon hơn ấy, nhưng mà nó ít tiền, chê. Cái này về thì cũng anh em mình cũng chơi được. Xay ra bán đi lấy cái đồ Aurelion Zone à, không có chơi được. Aurelion Zone thì cũng kiểu anh em mình Seraphine thuật sĩ thì cũng giòn phết đây. Thôi, còn trang bị lời thề hộ vệ này thì sẽ ném cho Jack nhỉ. Oh, cũng có một người chơi xong cạnh tranh của chúng ta rồi. Bạn này thì chơi Kim Long Volibear. Đồ rất trâu, kết hợp với Jack này. Nhưng anh ta đang tìm con asset để có thể thay trang bị mà không thấy. Manfai to lên. Ôi giời ơi, to mà giống kiểu như là cho mà cái thằng ngang hàng ấy. Kiểu bây giờ đứng ngó đây. Úp level 8 luôn đi. Như thế này chiến thủy long, còn như thế này thì mình sẽ có được chiến binh rồng. Tại vì cái áo choàng gai cho những cái vị tướng nào mà 3 sao thì nó sẽ mạnh hơn đúng không? Mạnh hơn đấy, đừng đùa đâu. Cuộc chơi bây giờ thì cũng chuẩn bị đi đến hồi kết rồi. Có phong kiếm pháp sư Zoe. Đây mình gặp bạn chưa pháp sư đây rồi. Vẫn còn đầu tư thêm một cái găng màu thạch. Chắc đây là cái ấy đây, cái mà dư đây. Úi trời ơi, con Zoe này. Úi chiêu cuối khá lợi hại nhưng mà cũng rất đáng tiếc. Này lắp pháp sư luôn đi, ngại cái gì nữa mà. Chắc vừa được cái nước mắt cho nên hơi cà cuống, chưa biết thay con nào pháp sư vào. 11 trận thắng rồi. Mạnh vậy Perzo. Perzo chắc bây giờ chưa chơi đồ thôi. Chứ Manfai thì mình nhìn được cả múa trong những ánh hào quang lấp lánh. Perzo đá thủ Manfai đây này. Béo thực sự, quá là to à. Kiếm súng Hextech, cảm ơn món quà từ sứ giả đem lại dành cho sau. Xin luôn thì ngại, có thì cháu cứ lấy, cho thêm càng tốt. Cho người nhân bản tướng này, đừng có lời anh ngó nghèo. Bây giờ mình sẽ hóa thân thành kẻ Zuko Manfai. Ôi đẹp, mày có thật. Đùa. Đồ ác ôn thật chứ. Chứ rồi làm người xấu này mà nó ra kiểu như ý muốn luôn. Oh man. Này cho thằng man này vào đi. Kiểu chúng ta có đấu sĩ man phai trâu hơn. Một level 9 thì mình anh em mình có thể tùy cơ ứng biến cho Yasuo vào. Đó. Có gì hết tung cái thằng xích này nha. Salad này nha. Đừng có mà đối nha. Đói chút nữa là đừng có trách anh em mình gọi là vô tình. Đừng có trách anh em mình vô tình. Best Raven. Đổi sẽ bị chết nên cho xe ra rồi. Một trong những cái đi khá là an toàn. Oh man.
sinh ra này có sát thương theo 100 máu từ dịch khổng lồ. Cháy thế nhở? Ui, gì đây? 350 chúng ta có một Zui free, một vị tướng 5 tiền nha anh em. Không phải là Yasuo nhưng mà nếu như mà có Zui 2 thì anh em mình có thể thay vào ở vị trí của như thế này. Đấy, này luôn, ghét. Cấp luôn. Oh, Yasuo. Quá hợp lý. Lên giống kiểu mọi thứ đầu game nó chống lại mình, nhưng mà đổi lại anh em mình chỉ cần kiên trì và nhẫn nại một chút, tập trung cái sự cố gắng lên là mọi điều sẽ như ý anh em thôi. Cố lên nha cả nhà yêu ơi, cả nhà yêu ơi, còi luôn virus của này bắn đánh cung luôn. Bắt được sử dụng kỹ năng nhưng mà cũng không ăn thua. Osuke tính tiền cho người anh em pháp sư thượng long. Bắt COU sau này, sau này thì chỉ còn một con Tylia nữa thôi. Mà Tylia 3 sao ở cái điểm này thì mình nghĩ là cũng không thực sự là ấy lắm đâu. Tại vì cái nhân bản tướng ở thời điểm hiện tại nó rất là cần thiết. Thôi có thì cứ lên, không có thì mình sẽ bỏ. Khóa lại nha. Xong 2 rồi, Jerry pháp sư, Thủy Long pháp sư. Một cú xoay bài khá chuẩn chỉ. Người ta cũng rất là băn khoăn khi mà lắp ấn pháp sư đây. Trang bị phòng thủ dành cho Sylas, hợp lý. Rồi luôn. Mạnh quá nha. Mạnh đấy. Oh shit. Một chút cuối của Song mà đã lấy đi toàn bộ team mình. Trái đấy. Hôm nay có những cái nâng cấp haystack khá mạnh. Cái này thì cũng không lại bàn sao của mình. Đến từ vị trí của Best Raven. Đi chợ. Có Yasuo, có Zui. Đa số những yến tốc hệ này thì mình không chơi được, cho nên sẽ phải bỏ qua. Nhưng mình sẽ lấy Yasuo để Yasuo lên 2 sao cho nó Hasagi, cho nó máu. Chắc là mình cũng cần phải kết thúc trận đấu sớm thôi anh em ạ. Để lâu lâu game thì bên kia để trứng ở mày lắm. Xài Nico dành cho Zom nhá. Bắt buộc là hết tiền này. Tôi sẽ phải chèn ép thanh niên này bay màu. Có ấn kỵ sĩ luôn à? Ui, con Raka nhìn trâu đấy. Chuyển vị trí sang bên này cho nó bắt nha. Không biết bắt được hay không hay là nó bị người ta bắt. Con Nina này này. Thế anh em bị bắt hay là bị bắt? Mình nghĩ là bị bắt cao hơn thay bị bắt đấy. Đấy, bị ngay mà. Bị bắt thì chắc. Lại được thêm một cái nhân vật tướng nữa. Khá may mắn đối với mình. Bàn phái rất to và trâu, nhưng mà chưa được dài lắm. Đội hình của chúng ta thì khắc chế của thanh niên Bad Raven này rồi. Cứ gặp là bị đấm thôi. Và ông kia đã bị bản sao của Bad Raven đánh bại. Vậy thì wow. Thế giới này là của anh em mình rồi. Sử dụng những bản tướng dành cho Yasuo 2. Vẫn còn một con lác lác ở trong này. Ok, để coi là người ta sẽ làm gì. Có những pha thay đổi hay không? Chuyển xe ra bên này để có thể né đi những cú đẩy nước của Som hay không? Ta sẽ cùng xem. Yes, có thay đổi vị trí. Ừ, ba hội khá khỏe đấy, không đùa được. 8 bác hội. Rất tiếc. Rồi là 9. 9 thủy. Không phải cái mang khả năng là chưa lại được rồi. GG. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.